học hỏi tình thương và phụng sự. Phần lớn trong bất kỳ thời đại nào của thế giới này, những người thật sự yêu thương Thượng Đế rất là hiếm. Thượng Đế cũng có nhiều đẳng cấp khác nhau, và con người cũng có đẳng cấp khác nhau. Chừng nào chúng ta còn ở thế giới này, nếu chúng ta không học để thấu hiểu khía cạnh tâm linh, thì khi lên thiên đàng, dù chúng ta được lên thiên đàng bởi vì tình thương của Thượng Đế rất bao la. Phải, Ngài không phân biệt gì cả, thật vậy. Quý vị thương Ngài thì tốt, không thương Ngài, Ngài cũng thương quý vị. Tuy nhiên, chúng ta lên trên đó mà chúng ta vẫn chưa phát triển, chúng ta cũng vẫn như trước kia, là một thiên thần ngu dốt, ích kỷ. Ồ, không phải thiên thần nào cũng tốt đâu. Đó là lý do họ phải xuống đây và khoác lên bộ y phục vật chất này để học hỏi, học thương yêu người khác, học cách phụng sự thay vì lúc nào cũng chỉ ngồi đó hưởng thụ khoái lạc của thiên đàng. Giờ đây chúng ta được dịp để học hỏi trong trường học đời sống này. Nếu chúng ta không tận dụng cơ hội này để học cho tường tận, thì khi lên thiên đàng chúng ta sẽ cảm thấy rất hối tiếc. Không có ai nói gì quý vị cả. Tự quý vị nhìn lại cuộc đời của mình. Vào lúc đó, mọi chuyện sẽ rất rõ ràng như một tấm gương vậy. Và rồi quý vị sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc là quý vị đã quá yếu đuối, quá lười biếng, quá ràng buộc vào những thứ vật chất mà Đức Cha đã ban cho chỉ để làm công cụ cho quý vị tiến hóa. Thay vì vậy, quý vị lại bám vào những công cụ đó mà quên mất nhiệm vụ của mình. Quên mất mục đích của mình tới đây để làm gì. Vì thế mà rất nhiều linh hồn cứ quanh quẩn trong dòng luân hồi. Họ bị trói vào thế giới này bởi vì họ quá gắn bó với thế giới này. Mặc dù cánh cửa thiên đàng luôn luôn rộng mở, nhưng chúng ta không muốn trở về. Thượng Đế có quyền năng tối thượng, không có gì mà Ngài không làm được. Chỉ là chúng ta không có đủ lực lượng của sự thành tâm, cho nên nhiều lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp ứng. Rồi chúng ta nghĩ là không có Thượng Đế. À, phiền phức là ở đó. Tội nghiệp cho Thượng Đế, bị trách móc đủ chuyện. Tất cả chiến tranh, thiên tai, đói kém và đủ mọi thứ, chúng ta đều trách Thượng Đế hay trách thiên đàng không giúp chúng ta. Thật ra đó là sự lựa chọn của chúng ta, sự lựa chọn của những người đi ngược lại ý chỉ của thiên đàng và luật pháp của vũ trụ. Những người này sẽ tạo ra chiến tranh và nghe theo lực lượng phủ định trong thiên nhiên mà chúng ta gọi là Satan hay ác quỷ. Bởi vì chúng luôn luôn ở đó. Đó là cách thế giới này, thế giới phủ định giữ quân bình. Trên thiên đàng thì không cần sự hiện hữu của lực lượng phủ định. Master Thanh Hải Phu Thượng Sư thuyết giảng tại Honolulu vào tháng 9 năm 1995, nguyên văn tiếng Anh. Bản tin số 49. Nhân loại thật đáng thương. Về thịt, có lẽ người ta không biết nhiều bởi vì có quá nhiều tuyên truyền. Và người ta đã quen và nghĩ đó là một dinh dưỡng và thức ăn cho họ, cho nên họ không biết gì nhiều. Nhưng ngay cả thuốc lá, rượu và ma túy họ biết nhưng vẫn làm. Bởi vì ý chí con người yếu đuối và áp lực phủ định hơn của thế giới này khiến họ điên như vậy. Nên họ chỉ làm điều họ làm, bất cứ gì, để có được chút thoải mái dù chỉ tạm thời. Đó là lý do chúng ta cảm thấy tội nghiệp cho họ, cho nhân loại. Tôi đang cố gắng tối đa để thức tỉnh họ bằng bất cứ cách nào có thể được. Tôi làm đủ thứ việc chỉ vì tôi biết rằng họ chỉ là nạn nhân. Toàn nhân loại đều là nạn nhân của ảo tưởng ma dương, của ảnh hưởng quỷ quái trong địa cầu vật chất thô thiển này. Chúng lợi dụng sự dễ tổn thương của linh hồn và sự ngây thơ của linh hồn nguyên thủy chân thật của con người. Chúng bỏ tất cả những bùa mê kinh khủng, nặng nề, đen tối
kết tội này lên họ và điều đó gây đau khổ cho họ. Họ chỉ nghĩ về những gì có thể cho họ một chút khuây khỏa hoặc có vẻ như giải khuây, rồi họ nắm lấy nó. Nhưng họ không biết rằng sự giải khuây tạm thời từ ma túy, rượu, thuốc lá sẽ mang đến cho họ dạng phần đau khổ về lâu, về dài. Cho dù họ biết, nhưng vì quá tuyệt vọng nên họ vẫn làm, giống như là cứu cánh lúc tuyệt vọng. Vì vậy, họ rất đáng thương, loài người vô cùng đáng thương. Nhân loại đã bị đầu độc nặng nề. Giờ thì quý vị thấy các vị minh sư đó hoặc những người tốt bị đối xử quá tàn nhẫn như thế nào. Quý vị biết nhân loại thật sự đã bị đầu độc nặng nề, đúng không? Ngày nay có tốt hơn một chút. Trước đây, những linh hồn này đi khắp nơi thì thầm những điều xấu vào tai người ta, hoặc họ dùng lực lượng tà ác để ảnh hưởng con người, khiến người ta vi phạm rất nhiều tội ác. Họ ảnh hưởng những người khác nhau. Nhiều khi một người khá hiền lành nhưng tinh thần không mạnh lắm bị ảnh hưởng, rồi người đó đi giết người hoặc làm chuyện xấu. Sau khi trở lại bình thường, người đó không hề biết tại sao mình lại làm những điều đó. Nhiều khi người đó cũng không nhớ mình đã từng làm những gì, rồi người đó phải đi tù hoặc lãnh án tử hình. Thật đáng thương. Những linh hồn hoặc chúng sinh đó là công cụ của tà lực, và họ muốn gây hỗn loạn trên thế giới. Họ náo loạn nơi này, nơi kia. Vì vậy, đừng trách một số quốc gia là họ bạo lực hoặc hiếu chiến. Họ chỉ bị các linh hồn xấu ác ảnh hưởng mà thôi. Ít nhiều là như thế. Nhưng bây giờ an ổn rồi. Bây giờ mấy chuyện đó yên ổn hay khá hơn chút. Chúng ta hy vọng thế. Phải, tình hình sẽ tốt hơn. Nên, đừng có những suy nghĩ dớ dẫn nhé. Quý vị phải tu hành cho giỏi để có thể giúp mình và giúp thế giới, hiểu không? Tận dụng lợi điểm bẩm sinh của chúng ta. Thỉnh thoảng quý vị đọc báo hay coi trên TV, thấy ma quỷ thỉnh thoảng hiện lên quấy phá, bởi vì chúng nhìn thấy điều gì đó, biết những điều mà chúng ta không biết, không thấy. Nếu chúng không có thân thể, thì chúng có trí thông minh hơn, có nhiều tự do hơn khi chúng không có thân thể. Khi chúng ta có thân thể thì cũng có lợi điểm. Thân thể đó là để bảo vệ chúng ta chống lại nhiều ảnh hưởng phủ định và tránh biết điều không tốt. Nếu không có thân thể này, chúng ta sẽ biết quá nhiều qua đầu óc. Như chúng ta sẽ biết người nào sẽ hại chúng ta, người đó nghĩ xấu về chúng ta ra sao và sẽ làm hại chúng ta như thế nào. Cả ngày chúng ta sẽ biết quá nhiều, rồi đầu óc của chúng ta sẽ bị tấn công bởi đủ loại phủ định từ thị giác, cảm giác và tri giác về thế giới. Mặc dù linh hồn chúng ta biết, nhưng nếu đầu óc không biết thì chúng ta không bị đau khổ nhiều, quý vị hiểu không? Cho nên chúng ta có thân thể này để bảo vệ chúng ta khỏi bầu không khí phủ định của thế giới. Tuy nhiên, khi có thân thể này, chúng ta cũng có một vài bất lợi là không biết nhiều điều mà các thiên thần biết và những người không có thân thể biết. Cho nên chúng ta có cả điều lợi lẫn bất lợi. Nhưng chúng ta cũng có thể có cả hai. Chúng ta có thể dùng thân thể vật chất này để ngăn chặn những ảnh hưởng phủ định. Đồng thời chúng ta cũng học cách rời khỏi thân thể khi mình muốn, qua một tiến trình, qua kỹ thuật thiền định. Chúng ta có thể ra khỏi ngục tù thân thể này và sau đó học hỏi một vài điều khác của phẩm chất siêu nhiên. Thí dụ như lên thiên đàng, đi tới những chiều không gian khác để học hỏi sự minh triết cao đẳng hơn. Và rồi khi trở lại, chúng ta có thể ứng dụng cho chính mình và cho gia đình, tổ quốc cũng như thế giới của chúng ta, hiểu không? Cho nên những người không có thân thể thì bất lợi hơn chúng ta. Nhưng chỉ khi chúng ta có thể sử dụng cả hai phạm vi vật chất và siêu vật chất thì chúng ta có được
cả hai là điểm. Chúng ta trên cả thiên thần và hơn cả những sinh linh không có thân thể. Chúng ta có nhiều lợi điểm hơn, cho nên hãy cố gắng chăm sóc đời sống của mình. Hãy tận dụng ưu điểm lớn lao của thân thể. Cho dù đôi khi nó là một công cụ gây nhiều trở ngại, nhưng nó rất tốt, rất tốt. Thật ra, khi quý vị tu hành nhiều, đôi khi quý vị không cảm thấy có thân thể này. Không phải vậy sao? Quý vị cảm thấy rất nhẹ nhàng, đúng không? Cũng như quý vị đang lái xe, nhưng không phải quý vị lái, mà một người khác, không cần phải cố gắng. Đó là khi chúng ta đạt được trạng thái vô vi trong cảnh giới vật chất, rồi chúng ta có thể làm được nhiều việc một cách nhẹ nhàng hơn, và chúng ta không cảm thấy mệt mỏi nữa. Càng thiền nhiều, chúng ta càng cảm thấy thoải mái, làm việc mau mắn và không gặp trở ngại. Quý vị cũng phải cố truyền bá điều này tới đồng loại của chúng ta để cứu họ ra khỏi bể khổ, an ủi họ và đem đến cho họ tin lành rằng họ có thể trở nên nhẹ nhàng hơn, vĩ đại hơn và hạnh phúc hơn trong cuộc sống nếu họ tu tập pháp môn trí huệ để cầu thông với thiên quốc bên trong, với Phật tính bên trong của họ. Sau đó, họ không cảm thấy thống khổ và mòn mỏi, hay cảm thấy bị gò bó và bơ vơ trên thế giới này. Đó là liệu pháp duy nhất cho loài người. Nếu không, mọi người sẽ nói với quý vị rằng thế giới sắp tận. Nhưng rồi sao? Cho dù tận thế xảy ra, chúng ta có sự bảo đảm và chúng ta biết sẽ đi đâu, nên chúng ta không sợ. Chúng ta sẽ có nhiều thế giới khác để sống. Hình như có nhiều thiên tai đang đến với thế giới này, phải không? Nhưng sư phụ không cảm thấy là thế giới sẽ tận diệt mau như vậy. Có lẽ thế giới sẽ tận ở một vài chỗ. Có lẽ sẽ có những sự tàn phá vĩ đại đối với những người khác nhau. Nhưng những người đạo đức, những người vô tội sẽ được bảo toàn cho thế hệ mai sau. Và với sự trợ giúp năng lực khẳng định từ quý vị trong lúc thiền, lúc cộng tu, lúc quý vị âm thầm cầu nguyện, thế giới của chúng ta sẽ được bảo toàn với một mức độ cao hơn là chúng ta mong ước. Đó là vì sao sư phụ mong rằng quý vị phổ biến những tin lành cho mọi người. Hãy thêm nước vào hồ để nhiều người có thể bơi trong đó. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng tại Singapore vào ngày 29 tháng 9 năm 1994. Bản tin số 46. Thân thể chúng ta vốn là một kỳ quan. Chúng ta nghe nói Bành Tổ sống 800 năm. Đây không phải chuyện đùa. Tại sao chúng ta không sống lâu như vậy được? Thân thể chúng ta giống y như thân thể mình có lúc 20 tuổi. Một số người có ít bệnh, cho nên thân thể họ vẫn giữ y vậy. Họ không thay đổi nhiều. Một số trông rất trẻ và họ có thể sống rất lâu. Nguyên thủy, thân thể có tuổi thọ rất lâu, 800 năm không hề gì. Nó có thể thọ 8.000 năm, thậm chí 80.000 năm, không có gì trọng đại. Thân thể chúng ta, nguyên thủy, là một kỳ quan. Nó có thể tự động làm trẻ lại. Phải, thân thể chúng ta có thể tự đổi mới. Nó thanh lọc khí độc, loại bỏ những tế bào già và thay thế chúng bằng tế bào mới. Nó làm rất nhiều việc bên trong mỗi ngày. Nó tạo ra rất nhiều tế bào mới mỗi ngày vào khoảng mỗi 4 tuần. Nó tự đổi mới. Nó đổi máu, da và tế bào mới. Cho nên, mỗi 3 hoặc 4 tuần, chúng ta nên làm trẻ lại, rồi chúng ta có thể sống mãi. Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng, có được thân người là một cơ hội rất hiếm. Tại sao Ngài ca tụng nhục thể này nhiều như vậy, trong khi ai cũng nói rằng phàm thân này là vô thường và không có gì đặc biệt? Đó là bởi vì chỉ khi có thân thể này, chúng ta mới tu hành được.
Không có thân thể thì không được. Thiên thần không có thân thể như chúng ta. Cho nên, thân thể chúng ta rất phi thường bởi vì chúng ta có thể huấn luyện nó, thậm chí bay lên không. Ngày nay vẫn còn có người có thể bay. Có lẽ họ không thể bay cao lắm, nhưng có thể bay chút đỉnh. Đây là thời hiện tại. Thời xưa, có những người có thể bay. Du hành trên mây không phải là chuyện giả tưởng. Người thời xưa có thể làm được. Bước đi trên nước là chuyện thường. Một số tu sĩ trên Hy Mã Lạp Sơn bây giờ cũng có thể làm. Tôi tận mắt nhìn thấy. Ông ta không chìm xuống nước. Ông ta có thể bơi. Không, ông ta đứng hoặc ngồi trên nước. Nhưng nếu sống lâu hơn chút, chúng ta có thể tự huấn luyện để có nhiều thần thông như vậy. Không có gì trọng đại. Hãy tưởng tượng Bành Tổ sống đến 800 năm. Tôi không nói đến 10.000 năm. Chúng ta thường chúc Hoàng đế Vạn Tuế. Có lẽ họ có sống lâu như vậy. Bằng không, làm sao người ta có thể nghĩ ra điều này? Đã từng có điều này. Người ta từng sống đến 10.000 năm. Nhưng vì chúng ta ngày càng bị ô nhiễm, thân thể chúng ta không thể tự sửa chữa kịp thời. Do đó, chúng ta già, già càng chết rất nhanh. Thời xưa người ta không chết nhanh như vậy. Sống đến 800 năm hoặc thậm chí 10.000 năm là chuyện thường. Ở Trung Quốc thời xưa, nhất định có người sống đến 10.000 tuổi, bằng không. Nếu chưa biết về điều này, làm sao người ta có thể tưởng tượng ra được? Nếu họ chỉ tưởng tượng như vậy, sẽ là nói dối, đúng không? Nếu chưa bao giờ có chuyện như vậy, mà quý vị lại chúc tụng cho Hoàng đế thọ lâu như vậy, đây sẽ là một tội lừa gạt vua. Không thể nào họ cho vị Hoàng đế một sự hy vọng hoặc ấn tượng cao như vậy. Cho nên, nhất định có những chuyện như vậy xảy ra trong quá khứ, chỉ là họ không có ghi lại. Chỉ có chuyện về Bành Tổ là được ghi lại và tiết lộ. Vào thời xưa, nhiều sách đã bị đốt. Tần Thủy Hoàng nhất định đã ganh tị. Ông đọc thấy những người đó sống đến 10.000 năm, nhưng ông không tin. Thời đó chắc ông rất mệt mỏi vì đánh trận và cảm thấy đau đớn khắp cùng thân khi ông vào tuổi ngũ tuần, lục tuần. Cho nên ông nghĩ không thể nào có người có thể sống đến 800 hoặc thậm chí 10.000 tuổi. Bởi vậy ông ta tức giận, rất giận dữ. Cho nên ông ta đốt cháy tất cả sách đó. Vì vậy bây giờ chúng ta không còn có thể đọc nhiều điều được ghi trong lịch sử. Vâng. Thưa, người quả tinh sống được bao lâu? Sư phụ, người quả tinh 200 năm. Một số có thể sống lâu hơn và một số ngắn hơn. 200 năm không là gì. Một số còn có thể sống lâu hơn. Hãy chờ và xem. Điều chính là có không khí tốt và tinh thần tốt. Không có quá nhiều tư tưởng phức tạp hoặc quá nhiều tranh chấp. Và với một xã hội an toàn, thậm chí người thường cũng có thể sống lâu hơn. Họ có thể sống ít nhất 20 đến 30 năm lâu hơn. Nhưng thế giới chúng ta quá hỗn loạn, mệt mỏi và tranh chấp. Mỗi ngày, người ta phải làm việc 8 đến 10 tiếng, nhưng họ kiếm được bao nhiêu tiền? Không bao nhiêu. Và rồi họ phải đóng thuế, bảo hiểm và thuế này, thuế nọ. Thậm chí thăm bạn bè cũng tốn tiền. Cho dù đã trả tiền, quý vị vẫn có thể không có vé máy bay. Ở một số nơi là như vậy. Quý vị trả tiền chỗ này, chỗ kia, và rồi quý vị không đi được. Ngay cả không được hoàn tiền. Làm sao có chuyện như vậy được? Như vậy công bình không? Nếu quý vị mua một món gì đó ở tiệm, nếu quý vị đặt mua gì đó, nhưng họ không thể gửi cho quý vị món hàng, thì họ phải hoàn tiền lại, phải không? Ít nhất là hoàn lại 80%, 70%, hoặc thậm chí 50% cũng tốt. Nhưng họ không hoàn tiền lại cho người ta, mà còn giữ món hàng lại. Sao người ta có thể làm vậy?
Làm sao có thể gọi đây là dân chủ hoặc tự do được? Thế giới này thật khôi hài, thật sự khôi hài. Càng nghĩ về điều này, chúng ta càng muốn cười lớn, bởi vì chúng ta không còn khóc nổi nữa. Khóc không giúp được, thôi thì cười vậy. Chúng ta không còn nước mắt để khóc. Chúng ta quá mệt để khóc. Nghĩ đến những nỗi khổ của quý vị, đôi khi tôi cảm thấy thật buồn. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thường Sư vào ngày 27 tháng 2 năm 2009 tại Pháp Quốc, chủ đề Chúng ta vốn thuần khiết.